Bộ môn Muay Thái này thực sự là một bộ môn rất mới ở Việt Nam mình. Dạ, cho nên là khi mà bản thân của con là một vận động viên thi đấu Muay Thái thì con muốn cũng có nhiều người khác giống như mình. Chứ có một mình hoặc là ít người quá thì cái bộ môn mình sẽ khó phát triển. Đó cũng mở ra một cái phòng tập và nơi đó là có được cái sân chơi để mọi người có niềm vui thích giống mình cũng tới tập luyện chung đó, có sở thích. Xong rồi từ cái sự tập luyện chung đó là mình lại tìm kiếm ra được cái nhân tố, những cái người có năng khiếu cũng như là những người có thể yêu thích bộ môn này giống như con và cùng có thể phát triển. Mà trong võ thuật mình là kêu là truyền nhân á. Dạ. Trận đấu cuối cùng của giải, trận đấu tranh cúp vô địch chuyên nghiệp hạng cân 60kg giữa hai võ sĩ Trần Duy Hiếu đến từ câu lạc bộ MMA Fight Academy và Ngô Vượng Đạt đến từ câu lạc bộ No One Boy Club. Với Ngô Vượng Đạt, tôi đã có dịp được tìm hiểu câu chuyện về chàng võ sĩ trẻ tuổi này. Bạn Đạt là cũng tập ở trong câu lạc bộ cũng hơn 4 năm rồi. Wow. Ngày xưa thì lúc đó Đạt vô là Đạt vẫn còn trẻ. Chỉ mới lúc đó là Đạt vô đây là mới Đạt mới 15, 16 tuổi. Đó, thì vô tập luyện từ những ngày đầu sơ khai mới. Con cũng truyền đạt cũng như là hướng dẫn cho em là từ A đến Z. Tất cả những cái gì ban đầu nhất. Đó, thì hồi đó thì Đạt rất là yếu ớt, không có được mạnh mẽ. Đạt người rất là mảnh khảnh. Cho nên là cái sự tập luyện cũng khá là khó khăn. Nhưng mà cái niềm đam mê cũng như là cái sự yêu thích của Đạt đã đưa Đạt được đến cái con đường ngày hôm nay. Thì con cũng đã từng dắt Đạt đi qua Thái Lan thi đấu. Wow. Thì hồi đó là cũng đi đấu là đấu giải trẻ thôi. Lúc đó tại Đạt vẫn còn lứa tuổi trẻ qua đó đấu. Nhưng mà Đạt thể hiện được một cái năng khiếu bẩm sinh. Và Đạt đã giành được huy chương vàng thế giới trẻ. Vậy luôn. Từ cái đó là cái bước đệm cho Đạt phát triển miết đến bây giờ. Hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu bắt đầu. Đòn quét chuẩn chân phải của Ngô Vượng Đạt. Đòn quét chuẩn trở lại của Hiếu. Đòn tay số 2 của Vượng Đạt. Yeah.
phần thứ ba thì trọng tài đã quyết định ngưng trận đấu. Phần thắng nghiêng về phần Long Biên. Mời góc đài màu đỏ. Một trận đấu rất hấp dẫn, nhà vô địch đã gọi tên Ngô Vượng Đạt, đúng như chúng tôi đã kỳ vọng. Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện và cuộc sống của nhà vô địch trẻ, tôi và Duy Nhất quyết định đến nhà của Ngô Vượng Đạt trong một con hẻm ở quận 6. Ở bên quận 6 này đa số là người Hoa nhiều chú. À, chú, chào cô. Chào. Chào con. Mời chú lên. Dạ, giới thiệu chú. Này là phòng của con. À, này phòng của con. Dạ. Chắc đây là thành tích mới nhất của ngày hôm qua của con không? Dạ, đây là cái đai 60kg. Trong suốt quá trình mà con tập luyện và thi đấu về hồi giờ là con tập thành tích được bao nhiêu lần à? Dạ, anh được thành tích cao nhất là một lần du lịch trẻ thế giới là 2018 Thái Lan. Huân chương. Reset. À. Cũng gần 3 năm rồi. Gần 3 năm. Lúc đó con bao nhiêu tuổi? À, lúc đó 16 tuổi. 16 tuổi. Tổng cộng thì con có nhớ là tất cả vừa trận thắng, huề và thua thì mình đã đấu được bao nhiêu trận chưa? Dạ, đánh tầm khoảng 33 trận. 33 trận. 18 trận thắng, 15 trận thua. 15 trận thua. Dạ. À. Lúc mà mới vô heo đánh á thì toàn thua không à. 5 trận đầu tiên là thua, không dám đánh. À. Nhát. Xong cái trận mà đánh final á, đánh thì không thắng, knock out được một đối thủ xong rồi đánh cái tinh thần đi lên, thần đi lên lại. Có bao nhiêu trận con đánh knock out rồi? Knock out chắc tầm khoảng 10-11 trận. Nhưng mà con đi thẳng vào Muay Thái hay là có qua một buông bỏ gì? Năm lớp 6 học, con học Taekwondo. À, học Taekwondo, học mấy tháng? Học được một năm. Một năm. Xong cái con nghỉ. Tại Taekwondo đá là thường đá bằng mu bằng chân. Còn qua Muay Thái phải đá ống quyển. Mấy cái đầu đá đau lắm. Đá về sưng hết ống quyển, rồi chỏ, rồi chày hết. Nhưng mà lúc đầu bị vướng cái đi học là tại xa quá, ba không có cho đi. À. Học được bữa đầu xong ba cấm, xong cái gán xin dài 2-3 bữa xin, ba cái tội quá mới cho đạp xe đạp lên từ quận 6 đạp lên Tàu Đàn. Chú thấy là cái tính khổ luyện của Muay Thái nó rất là nhiều. Có một võ khác thì nói chung mỗi một võ sẽ một cái riêng. Giống như boxing thì đòn tay sẽ mạnh hơn Muay Thái nhưng mà nó không có chuyên về chân chỏ được. Còn kickboxing thì có thêm nắm đá thôi. Còn Muay Thái thì nó tới bát chi lận, chỏ với gối nữa. Mà đòn chỏ thì chú biết là bén, trúng một cái là tát liền, là gối. Muay Thái thì nói chung tập 2-3 tháng ai dám đánh là đánh đó. Quan trọng là mình dám hay không. À. Đợt con đánh giải boxing trẻ thành phố, đánh hiệp 1 thì đánh cái tay trái bị sưng, chật cái tay. Xong qua hiệp 2 đổi cái tay phải cũng bị sưng luôn. Cái về cái cứ tưởng không bị gì hết, xích thuốc bình thường. Cái đi đánh một giải cổ truyền ở Đà Lạt nữa, đấm vô một cái chật sưng nguyên cục luôn. Cái về đây phải bó thuốc hết mấy tuần, nghỉ cả tháng trời mới bình thường lại được. Nhưng mà giờ nó bị sưng nhiều hoài. Phải thêm một lần chấn thương vậy. Rồi tiền đâu mình trang trải? Chấn thương thì lấy mấy cái tiền để dành mà trước khi giải, đánh giải đồ. Em đi trang trải lại. Nói chung cũng nhiều, còn nhiều khó khăn. Khó khăn. Hiện tại thì con em theo dạy câu lạc bộ nhất luôn. Để tích lũy kinh nghiệm từ từ. Vừa tích lũy kinh nghiệm vừa kiếm thêm. Sau này mình mở phòng theo ảnh luôn. Năm này con học năm thứ mấy rồi? Dạ, năm 2 trường đại học thể dục thể thao. Trường đại học thể dục thể thao. Rồi con sắp xếp học ở bên anh nhất thế nào? Dạ thì con học trường học có từ sáng tới trưa. Rồi trưa con về phòng nhất dạy tới tối, tối xong về nhà về tập luyện. Có rất là nhiều trận chung kết á. Tâm lý con chưa được thoải mái. Cứ lên này có nhiều chung bạc. Cứ đánh mấy trận trước thì rất là hay, mà tới trận chung kết cái tới hiệp cuối là bị tinh thần xuống, sức ép tinh thần á, bị tinh thần mệt sức là đang thắng là thua luôn, thua hoài, thua miết là tiếng mà nản luôn á. Xong cái anh nhất cũng có động viên là ai cũng trải qua thất bại nhưng mà biết đứng lên từ thất bại đó thì mới trở thành một võ sĩ giỏi. Con nhớ khắc cốt ghi thâm tới giờ luôn. Anh suy nghĩ thế nào khi mà cháu Đạt muốn đi theo con đường nghiệp võ này? Khi đó nó có thằng bạn nữa đó,
là mới về nhà nói, lúc đó nó học lớp 9 lận, là nói đi học cái vỏ này đi. Thì nó đâu nó đi, mà lúc đó nói chung nha, tụi đi làm tối ngày tôi không biết. Thì má nó mới biết, má nó không cho đi. Má nó nói cái vỏ này rất là nguy hiểm, đánh vô đầu cái này cái kia. Giờ xong xuôi rồi đó, nó mới về, nó mới nói. Tôi mới nói vậy nè, cái ý con á, thì ba không có cấm. Tốt cũng là con, mà xấu cũng là con. Nhưng mà quan trọng nhất là con vẫn phải là học. Yeah. Cái đó là mình nói trước luôn. Mày nói con gì đó mà nói lôi đầu mới đi học đi Khang á, nó đạp xe đạp từ đây ra tới tàu đàn á, về đi học về xong ra ngoài nó tập về thiết bơ phờ quá mình có con. Nói thôi má có cho con đi học nữa đâu, xa quá mà lần đi học về thấy tội bơ phờ. Rồi ba nó nói thôi má cho đừng có đi nữa, nó nghỉ được ngày mai lại nó năn nỉ ba nó. Rồi ba không đạp được, ba cho con đi đi. Thật tình là chị không muốn cho nó đi, thấy nó đạp về thấy tội quá. Nói không em cho nó đi đâu. Thì khi lên năn nỉ ba nó, ba cho con đi con đạp được mà sáng mấy con đạp được hết á. Rồi ba nó xuống nói thôi em cho nó đi, tệ con nó đam mê nó thích kể nó đi đi cho nó đi đi. Rồi thôi nó nói ba nó đồng ý cho thôi mình theo luôn ba tới bây giờ. Là mình thấy nó là giống như nó gọi là nó có cái chí đó là một hai nữa đó. Bản thân gia đình và cả bà con dòng họ ai cũng nói sao thằng này nó gọi là nó ngu quá, nó đi theo cái ngành này. Người ta nói rất là nguy hiểm, đánh như cái đầu. Còn tôi quan niệm tôi rất là dễ, tại sao? Nhất đã thấy cũng như là nhận được nó rồi thì phải có con mắt nhìn đời. Không bao giờ mình nói dạng giống như là nó là nuôi gà đá thì phải có cho con gà đá như thế nào, chứ đâu phải bỏ bậy ra đá. Cái quan điểm tôi vậy, thành ra tôi nói con cái gì con đi, nhưng quan trọng nhất vẫn là học. Nếu con học không được là cái này là ba không cho, thành ra là phải cố gắng. Con sắp xếp sao con sắp xếp, thấy không? Con muốn làm thì con làm, nhưng mà vấn đề nói đi nói lại vẫn là phải học. Có nói nó rồi, học con học xong con lấy cái bằng đại học, phải không? Sau này con làm gì là chuyện của con. Ba má chỉ lo được con có tới đây thôi, phải không? Con đường này con chọn thì kết quả như thế nào con không có chấp gì ba má, phải không? Có nhiều người còn cấm, nó không, con tôi nó thích thì tôi cho tôi nó đi. Mình không nghĩ là nó được cái tiếng tới bây giờ là như vậy, phải không? Nhưng mà cái này là đam mê của nó. Nó thích thì ủng hộ thôi. Hồi đầu thì mình rất là lo sợ. Sau thấy đi theo anh Nhất thấy rất là tốt. Về dẫn về cách đối xử rất là cái gì cũng được. Nói chung là khi mà những ba mẹ mà khi mà cho con cái mà theo cái bộ môn này á thì chắc chắn ai cũng sẽ lo lắng. Tại vì không riêng gì một mình Đạt, thì học trò của con rất là nhiều và gia đình nào cũng như vậy. Giờ con thích như vậy là con cứ học đi, xong xuôi là con muốn chọn sao cũng được. Tùy con, tại nó biết, nó nhìn thức rồi nó muốn theo ai tốt thì nó. Thấy à Đạt, đó là ba mẹ cũng rất là ủng hộ, đó như là tạo điều kiện cho mình. Có rất là nhiều gia đình khác con thích nhưng mà ba mẹ không thích rồi cũng rất không, khó. Cái đó tôi biết nhiều lắm đó. Đó nhiều lắm. Bản thân nó là bạn thân của nó là gia đình không ủng hộ. Gia đình cũng tạo điều kiện cho em như vậy rồi, thì Đạt có lời hứa gì với ba mẹ không? Em hứa là sẽ gắng học xong đại học rồi sau đó theo Nhất để gắng mở lòng để thành công hơn nữa. Một chàng trai trẻ với bề ngoài hiền lành, có phần khá rụt rè, nhưng bên trong lại là một nhà vô địch thực sự, với một ý chí mạnh mẽ, một nỗ lực không ngừng cho niềm đam mê của mình. Võ sĩ Mua Thái, Ngô Vương Đạt.